Vâng, xin chào các bác nhé. Tiếp tục em lên cho các một cặp bát này. Đấy, dòng bát của Onkyo, tiếng đánh rất là mềm, rất là hay. Onkyo, công suất 25 trở kháng là 5 ohm. Đấy, bát bằng giấy, dòng gân cao su, tiếng đánh rất giòn hay lắm. Dòng ngoài tiếng đánh cực kỳ hay các bác nhé. Tiếng rất ấm luôn. Đây, đường kính của bát các bác nhé, đường kính của bát này. Đấy, đường kính nó là 13 các bác nhé, đường kính bát là 13 này. Đấy. Cặp này về mức giá thì là bằng giá của nó thì chỉ có 350 thôi nhá. Rồi, giá là 350 thôi. Đấy, cho cặp này. Đây. Từ rất là to, cổ từ to, đùng có đại luôn. Cầm rất bát rất là nặng luôn. Hàng này hàng nguyên zin các bác nhá. Tức là gân rồi màng rồi dâu la các thứ là nói chung là nguyên zin hết nhá. Từ tiếc tất cả là hàng nguyên zin hết 100% luôn. Đấy, thế nên là bác nào chốt là cứ yên tâm nhá, không phải ngán cái vấn đề là hàng sửa chữa này nọ cái thứ đâu. Còn hàng bị làm sao bán thanh lý ngay. Đấy, còn với những con này là hàng còn rất ngon các bác nhá, hàng còn rất ngon luôn. Đấy. Tép tiếc là nghiêm chỉnh, mọi thứ nó rất là nghiêm chỉnh. Mua về là có cái việc dùng thôi. Về giá thì con này nhân nó báo nhân là 350 nhá. Đấy. Cuối buổi em bán cặp vui vui nhá. Mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 các bác nhá. Hay là có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Xịn cực kỳ luôn. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây các bác nhé.